paraphrase đẳng cấp 8 chấm, không cần sử dụng từ đồng nghĩa. Phần 4, environment. Number 1, dispose of waste. Cụm này có nghĩa là xử lý rác thải, nhưng nếu viết lại thành throw away garbage or rubbish, nghe thường lắm đúng không? Vậy thì để paraphrase câu này, mình có thể làm cụ thể hơn, nghĩa là đối với rác thải hoặc waste thì mình sẽ có solid waste, waste water or waste gases. Chúng ta sẽ có những cụm như sau: discharge waste water into the rivers, emit toxic gases into the atmosphere, dump once refuse. Thấy đẳng cấp cao hơn chưa? Làm thêm vài ví dụ nữa và tìm hiểu tư duy đằng sau nó nhé. Number 2, damage the environment. Làm cụ thể hơn chữ environment, mình sẽ có deplete natural resources, degrade ecosystems, threaten biodiversity. Đã không? Tiếp nữa nha. Number 3, endangered species. Nếu các bạn dùng synonyms thì sẽ viết lại thành threatened species. Nhưng câu này không hay. Vậy một cách khác là nghĩ tới definition, nghĩa là định nghĩa của từ đấy. Ví dụ mình sẽ có câu species that nearly go extinct, or species that on the verge of extinction, hoặc species on the edge of survival. Nghe hay hơn nhiều ha. Vậy tiếp nha. Number 4, protect the environment. Tương tự, chúng ta có thể viết lại thành preserve or conserve biodiversity, curb or limit environmental pollution, encourage environmentally sustainable practices. Câu cuối nha. Number 5, grow trees. Đổi thành grow plants thì chẳng khác gì đúng không? Cách hay hơn là viết thành promote tree planting activities, expand green spaces, launch an afforestation campaign. Hết rồi. Các bạn có thấy hay không? Nếu muốn biết mình làm cách nào thì hãy nhanh tay đăng ký đi học đi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.